Đã đi xe quay thì bộ về, còn đi xe bên rõ ràng không có gì. Vấn thứ hai, tú phát bóng trước 15 tới. Hay anh, hay. Dục tay ăn luôn. Dạ, làm thái độ gì ạ? Một câu. Một điều. Bắt ngoài. Điểm yếu 2-1. Hai điều. Điểm hiếu 3-2. Mỏng quá. 3 điều. Lại là phát bóng qua lưới. 4-3. Năm ba lưới trí. Sáu ba đứng phát là lợi hại à. Sáu ba. Bốn ngoài. Bốn sáu. Trời ơi, không khác cái mình. Năm sáu. Sáu điều. Này thầy ơi, tôi sợ quá. Tôi sợ quá. 76 tiếp đạn. Lợi hại. Đánh với hai luôn. Bảy điều.
Thôi bệnh mạnh đi ưng. Điểm tú 87. Tám điều. Tay nó gặp bắn cáp đi cấp phụ xung quanh cái gì đó. Lọt. Điểm tối 98. Chín điều. Điểm tú 19. Một chín chứ hả? 19 hay 19 ta? 19. Chắn ngoài. Mười điều. Hay. Mười một mười. Hay đại ơi. Ngoài sao 12 điều. Giật tay không kịp. Ngoài xa lắm. Ôi. Quá hay. Đúng rồi, 10-32. Bước 1 đẳng cấp. Mười ba đều. Ba đều. Quá rồi.
bốn ngoài 14-13. Thôi đừng chỉ, đã phát dở mà chỉ sao quấn. Vẫn không kịp. Vẫn không kịp. Rồi, penalty 14 đều. 14 đều. Hấp dẫn quá. Rồi, tí mình sẽ gồm tới giò chạy lên để cổng xe không mình liền. Cao quá mà đâu để dưới được đâu. Còn một, còn một. Tú thắng lại xếp thứ hai 15-14 và sẽ có xếp ba.